Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Và từ đầu game đến tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn đúng 74 máu thôi nha, ở round 2 chấm như này với một cái chủ thua 4 trận liên tục rồi nha mọi người. Và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà thôi không sao, tại vì đầu game á, ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một lõi kim cương rất là ngon luôn á, để mà lên cấp nha mọi người ơi. Đó chính là thăng cấp nhanh nha. Và mình cũng đang tích được một cái lượng tiền thật sự cũng khá là cao luôn rồi á, khi mà đang tầm level 5 rồi nha mọi người. Và gần 50 tiền ha. Hiện tại là mình cũng đang muốn tầm round 2.7 nè, round sau anh em ơi, mình bung hết tiền luôn lên thẳng level 7 nha. Với một cái tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 1%, và mình sẽ roll kiếm thử một cái vị tướng 5 tiền ở round 2 chấm nha mọi người. Nếu mà hên ra được thôi đúng bú luôn á chứ. Rồi bây giờ mình sẽ lên thẳng level 7 luôn anh em nha. Roll nào 1% thôi nha mọi người. Liệu đó sẽ là không có rồi anh em ơi. Ô đây rồi, một cái na luôn mà mọi người ơi. Bú vội không biết thắng quá được không trời. Có 4 con anh em ơi, nhưng mà đây á là một cái na tướng 5 tiền, cầm luôn một cái trang bị lớn sâu dinh nào, cũng như là con Raka là tướng 4 tiền kích luôn một cái tộc hệ bảo hộ nha. Có Jesse cũng như là Soraka luôn nha mọi người. Ăn được quá đi nha, đừng có thua nha. Đừng có thua anh em ơi, tại vì mình đang chủ thua 5 trận luôn rồi đó. Đang có được một cái lượng máu thật sự rất là thấp rồi. Ok, rất tiền nè. Tuyệt vời, tiền tiếp anh em ơi, đã thế nhờ. Giàu luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Ô, có cái giáp máu luôn nè. Cơm bách lại cái nhẹ luôn anh em ơi. Anh em cứ tưởng tượng đi, ở tầm round 2 chấm đầu round 3 chấm như này á, thì người ta chỉ đang chơi những cái vị tướng gọi là 1 tiền, 2 tiền, hoặc là cùng lắm anh em ơi là tướng 3 tiền carry thôi. Còn mình á là quất luôn được một cái vị tướng 5 tiền carry. Trời ơi, và có luôn được một cái phơm bài 3 bảo hộ pháo thủ tiên linh luôn anh em ơi. Thế nó mới ác chiến chứ. Có Rumble đi chung với Chitina kích pháo thủ nè. Rồi Chitina đi chung với Rakan kích tiên linh nè. Rakan đi chung với Zilean cũng như là một cái na kích luôn cái tộc hệ bảo hộ nha mọi người. Mình thiếu đây là thiếu tộc hệ ma thuật thôi. Và cũng khá là hơn luôn chứ anh em. Level 7 chỉ có là 1% tỷ lệ roll tướng 5 tiền thôi. Và roll đúng cái tầm 4 hay 5 lần rồi đó là có luôn được có một cái na nè. Ê đừng có thua nha. Một cái na, xài kỹ năng. Có tướng không? Trời ơi, ăn quá trời mạng luôn anh em ơi, nhưng mà không có tướng à. Ui xội, hơi xui anh em ơi, nhưng mà thôi không sao. Tại vì sẽ còn một cái quãng đường rất là dài, lõi thứ hai. Ua, tiếp tục là một cái lõi kim cương anh em nha. Thăng hoa tột đỉnh, tôi sẽ gánh đội và đon đi đóng giày à. Chắc là roll thử luôn anh em ơi. Mình đang cần một cái lõi nào đó mà nó cho mình tiền. Và ngon nhất ở tầm này là một cái lõi quỷ phòng hộ nha. Là ngon nhất luôn rồi đó, tại vì mình đang rất là nghèo anh em. Hồi nãy xẻ rau 2 chấm rồi á. Kho thần tích, nhỏ mà có vỏ, khổng lồ tí hon hả? Khổng lồ tí hon này cũng khá là ngon anh em ơi. Nó cho mình được thêm 8 vàng ngay vậy luôn á. Và cái quan trọng nhất là cứ qua mỗi rau mình được cộng thêm 2 máu và 2 vàng nha mọi người. Được tăng sức mạnh, nói chung là cũng khá là đáng kể đó. Tại vì nếu như mọi người đã từng chơi cái lõ này ở từng vài mùa trước, hoặc là cả đầu mùa đấu trường chân lý mùa 12 á, thì mọi người sẽ biết cái lõ này lúc đầu á nó chỉ cộng có 1 vàng qua mỗi rau thôi. Nhưng mà đây là Riot búp lên tí gì đó anh em. Bây giờ được cộng thêm 2 máu cũng như là được cộng thêm 2 vàng mỗi rau nha. Cái này khá là ngon luôn á chứ. Cái này á, nếu như mọi người tích được 50 tiền thì đang không khác gì tích 70 tiền cả. Tại vì cứ 10 tiền anh em được cộng thêm 1 vàng tiền lãi, 50 tiền á anh em được cộng thêm 5 vàng tiền lãi. Và đây cái lõi kim cương khổng lồ tí hon được cộng thêm cho mọi người á là 2 vàng qua mỗi rau, thì không khác gì tích được 70 vàng qua mỗi rau cả anh em ơi. Được thêm 7 vàng tiền lãi nha. Quá đã luôn á chứ. Và mình cũng đang có được một cái lượng máu, nó cũng đang bắt đầu gọi là hồi lên từ từ rồi đó. Từ top 8 bây giờ cũng trồi sụp lên top 7, top 6 rồi này nha mọi người. Khá là ok. Có bạt bỏ vào kích được luôn cái tộc hệ bánh ngọt cũng như á là 4 bảo hộ. Ở tầm rau 3 chấm như này mà có 4 bảo hộ nó thật luôn với mọi người á. Gần như là bất tử. Thật sự là như vậy. Rau 3 chấm mà 4 bảo hộ anh em ơi. Nó châu thì thôi rồi luôn á.
Ông này mà có form bài gần như là full 2 sao, level 6 hơn 50 tiền. Ui, giàu thế. Ông cũng đang có được một cái loại kim cương như mình này này mời, khổng lồ thi hon nè, nên chắc là thua thoải mái luôn hơ. Tầm này khó thua lắm rồi này mời. Nó ăn cắp được cái con Nimsy nè. Được một vàng anh em, quá đã. Mọi người đừng quên nha, kỹ năng của con Morgana này á, nó sẽ triệu hồi ra một cái bầy dơi, và khi nó ăn mạng được bằng kỹ năng á, nó sẽ có 40% tỷ lệ đánh cắp một cái vị tướng mình ăn mạng được về trên cái hàng chờ của mình nha. Giả bộ như nó ăn mạng bằng kỹ năng mà ăn được con tướng 4 tiền đi, thì nó sẽ có 40% tỷ lệ ăn cắp được con tướng 4 tiền đó về cái hàng chờ của mình. Mình thích á thì mình xài, còn không á thì mình bán đi này mới được cộng thêm được 4 vàng nữa. Trời, đây là quá đã. Và đó mình chỉ đang tính trường hợp mà nó được có một con nữa đó nha mọi người. Nếu mà cái chọn này nó hơn đó, nó có đồ nè, nó mạnh nè, nó 2 sao nè, và nó KS được mạng á, ăn được tầm 4 5 mạng mà nó bốc được tầm 3 con tới 4 tướng về, thì sẽ thật sự rất là giàu luôn đó nha. Rồi, mình lấy luôn một cái bùa chú ván cược nhỏ nha mọi người. Tốn một vàng nhưng mà chỉ cần ở rau sau mình thắng á, mình được cộng thêm 3 vàng nha. Lãi được 2 vàng anh em. Rồi bỏ con Neko vào kích được cái hệ ma thuật nè. Lắp luôn cho nó một cái gậy nha. Mình đang đợi đánh quái anh em ơi. Có đồ lớn này mình lắp luôn, chứ bây giờ mà lắp cái gậy với lại cái mảnh giáp lưới này thì mình thấy nó không có ngon cho con một cái này này lắm á. Mình đang muốn cho nó những cái trang bị sốc đam hoặc là thật là nhiều phép vô để nó KS mà nó ăn mạng cho nó dễ á. Ở trước đó là có sẵn luôn được một cái Sojin rồi nha mọi người. Xài kỹ năng nhiều nhiều một tí ăn mạng. Trời ơi, không ăn được cái con này luôn hả? Mà đó không sao, vẫn là một cái chuỗi thắng 4 trận và được cộng thêm 3 vàng nha mọi người. Mình đang tích lại một cái lượng tiền lãi siêu nhanh luôn á. Hơn 60 tiền rồi nha mọi người. Và em đừng quên là mình cũng đang có được một cái loại kim cương thăng cấp nhanh, lên level rất là lẹ, rất là mau luôn. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng gì muốn mình làm thêm, anh em cứ bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Hoặc là em có góp ý gì về cách mình chơi game hoặc là làm video á, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và phát triển hơn trong từng ngày luôn ở trong tương lai. Ông này là một cái form bài pháo thủ, oh my god, gần như là full 2 sao. Nhưng mà một cái này triệu hồi mấy con dơi cặp cặp ở đây. Raikan tầm này cũng đang rất là trâu anh em ơi. Lumina ăn mạng, ăn mạng, ăn mạng. Không rớt tướng à. Ui, cụ bắp thế. Cái tỷ lệ 40% này nhìn nó có vẻ khá là cao, nhưng mà nó ăn mạng liên tục luôn á, mà không rớt được tướng kìa. Cay thế anh em. Rồi, một cái trang bị sáng nha. Tại vì đầu game là mình cũng quên nói với mọi người, nhưng mà trước đó quyền trượng diệt ác quỷ thánh kiếm mà. Chắc là mình lấy luôn cái quyền trượng anh em ơi. Một cái trang bị tăng thêm một cái lượng phép thuật rất là lớn theo thời gian trận đấu nha. Trận đấu kéo dài càng lâu thì con một cái này là của mình nó càng mạnh lên thôi. Tại vì cổng hiện tại của mình đang chơi á là cổng trang bị sáng nha. Khi mà tới ra 3.7 á, nó sẽ cho mọi người lựa chọn một trong năm trang bị sáng ngẫu nhiên và ai cũng được chọn cả. Ra 3.7 nha mọi người. Ok, khá là nhiều tiền, khá là nhiều tiền. Level 8 và còn gần 90 tiền luôn anh em ơi, quá đã. Nhưng mà cứ từ từ nha, mình đang đợi thử xem cái lõi thứ ba nó ra cho mình được cái lõi gì đã anh em ơi, xong rồi mình xài tiền sau. Rồi, một cái na từ một cái con tướng mà có đúng một cái mảnh trang bị thôi. Sau khi mà qua một cái ra quái, có luôn vừa cái Sojin, vừa có quyền trượng ánh sáng cũng như là thêm một cái kiếm súng nữa. Quá đã rồi. Tầm này nó chỉ cần được xài kỹ năng thôi thì gần như là thắng rồi đó. Ông này level 7 gần 50 tiền với một cái form bài ông mặc full 2 và đang roll 3 sao. Một cái na. Chim bay. Vượng hú. Cố lên. Chim bay vượng hú anh em ơi. Trời ơi, đam không là đam. Ui. Ui. Tướng nhiều vãi anh em ơi, một phát 4 con luôn nè. Giàu giàu. Giàu luôn anh em ơi. Gọi là nó bù trừ cho những cái trận kia
Trận này được 4 tướng luôn mà. Ui, tiếp tục là một cái lõi kim cương anh em nha. Để mình roll xem thử nào. Ôi ôi, đầu tư hả? À? Lấy vội luôn. Trời ơi, tâm ở cái lõi 3 này mà nó cho mình được một cái lõi kim cương đầu tư. Được cộng thêm 45 vàng. 45 vàng ngay đây mới ở ra 4.3. À nhầm, ở ra 4.2 chưa. Và cái quan trọng nhất á, là 45 vàng này nó còn được combo đi chung với một cái lõi kim cương khác, là thăng cấp nhanh. Nó lên, trời ơi, từ một phát level 8 lên level 9, gần nửa KF rồi nha mọi người. Một phát thôi á, sắp level 10 luôn rồi. Và mình quan trọng là vẫn đang còn hơn tới tận là 80 tiền. Tại vì mọi người đừng quên nha, cái lõi kim cương đầu tư này á, nó sẽ cho mọi người được tích 80 vàng mỗi ra, và được cộng thêm 3 cái lượt đổi lại mỗi ra anh em nha. Một cái đa. Trận trước nó hắt được đúng nhiều tướng luôn anh em mà, đúng đã. Bán con là cũng tầm 2 tiền 3 tiền, 4 con tính trung bình một con 2 tiền thôi á, mình bán đi 4 con là được 8 tiền rồi. Ui. Giàu thì thôi rồi luôn anh em ơi. Mới có ra 4.2 à, mà mình sắp lên level 10 tới nơi rồi. Phải trưởng. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ chiêu chiêu thôi, cứ mổ ra là mình up cấp một tí, cứ mổ ra đó là mình up cấp một tí anh em ơi. Để làm chi mình tích lại cái lượng tiền á. Đây. Đây anh em ơi. Sang rau sau tự level 10 luôn. Level 10 ở đầu rau 4 chấm. Và khi mà lên level 10 xong á là mình vẫn còn gần 100 tiền. Vãi đái mà ở rau 4 chấm nha. Và mình cứ làm một cái việc đơn giản á, là mình đừng có xài quá dưới 80 tiền là được. Tầm 70 mấy tiền là ok anh em ơi. Nó vẫn tính được nha. Thì mình sẽ được cộng thêm 3 cái lượt đổ lại mỗi rau. Đây là một cái khoảng thời gian rất là sớm luôn anh em ơi. Và mình hứa chắc chắn 100% với mọi người luôn á. Trận này phải có ít nhất là từ 1 tới 2 cái vị tướng 5 tiền 3 sao trở lên. Tại vì nó quá hơn anh em ơi. Lõi đẹp, tướng ngon nó tự ra hết luôn như này. Mà đang rất là giàu nữa, trận này ít nhất phải là có 1 đến 2 cái vị tướng 5 tiền 3 sao á. Đầu ác. Ôi trời ơi, vừa ăn được con sen, vừa ăn được con virus luôn anh em ơi. Nếu mà bán cái hai con này là mình được cộng thêm 7 vàng. Holy shit. Giàu thì thôi rồi luôn. Ơ, có một cái này kìa. Ơ, không mà lấy à. Không mà lấy anh em ơi. Ôi, ảo thế nhờ. Bú vợ của một cái này luôn anh em ơi. Let's go. Rồi nha. Mà tầm này thì mình cũng đang còn rất là nhiều máu. Nếu như mà ra 4 chấm như này, và sang rất theo là ra 5 chấm, mà mình có thua liên tục 4 tới 5 hoặc là cả 6 trận nữa luôn anh em ơi, thì vẫn không chết. Tại vì mình đang còn 81 máu á, mà thua thêm 5 trận, mà trong 5 trận đó mình được cộng thêm 10 máu, là mình hơn 90 máu. Trời ơi, thua phải được ít nhất là từ 6 đến 7 trận luôn á anh em. 6 đến 7 trận đó là đủ dư xăng để mình roll kiếm tướng 5 tiền 3 sao rồi. Thiệt. Ông này, à rồng đẩy trứng vàng á, nhưng mà chưa nổ anh em ơi. Nếu mà chưa nổ thì gần như là mình sẽ là một cái trận thắng free rồi. Một cái nè, xài kỹ năng. Ơ, à, rồi xong. Bị hất tung mà chưa kịp xài kỹ năng luôn anh em ơi. Thua bại luôn rồi. Nếu mà xài kỹ năng kịp ở trong cái khoảng thời gian đó là mình chắc chắn thắng nha. Nhưng mà không kịp xài anh em ơi. Tự nhiên hồi cái level 9 thì chủ thắng. Vừa mới lên được level 10 xong thì lại mất luôn cái chủ thắng thành thua luôn. Thế nó mới ảo chứ. Nhưng mà thôi không sao anh em ơi. À, thua đẹp. Ở cũng như tầm này là mình cũng còn nhiều máu á. Mình mà thắng nguyên sàn nhiều quá thì anh em biết một cái điều á, nó sẽ kéo cái trận đấu này diễn ra với một cái tốc độ rất là nhanh. Còn mình á thì mình đang muốn diễn ra cái trận đấu này tốc độ nó chậm chậm thôi, nó chiêu chiêu thôi, để một cái thời gian mình roll tướng. Đây rồi, lên từ từ anh em nha. Mình cứ từ từ thôi anh em. Ra can 2 nhưng mà roll một cái này vẫn chưa 2, thế nó mới ảo. Và khi mà mình nuôi tướng 5 tiền á, thì mình cũng muốn check sơ qua là có ai đang chơi chung tướng 5 tiền với mình không đã. Nếu mà có người chơi chung á, thì mình sẽ chuyển hướng qua tướng 5 tiền khác anh em, nuôi cho nó dễ.
Trời ơi, một cái này nó xài được kỹ năng là thôi chứ. Đúng mạnh nhưng mà vẫn tiếp tục thua à? Ây da, lên level 10 thua liên tội luôn như thế này. Từ chủ thắng thành chủ thua luôn anh em. Nhưng mà thôi không sao, vẫn đang tích được, vẫn đang có được cái lượng tiền lãi cũng như là 7 lượt roll rồi. Mọi người đừng quên nha, ở trong cái rau quá này á, nó vẫn tính là lượt roll khi mà qua rau á. Một cái này không hai nổi luôn là sao, ta toàn đôi không anh em. Đôi một cái này, đôi Serat, đôi Nora, đôi Smolder luôn mà. Cố lên nào. Một cái này cô cỡ lớn không? Không có rồi. Rồi, 8 cái lượt đổi lại anh em ơi. Ok, được thêm một chút tiền nữa. Cũng ngon, cũng ngon. Cái này chắc là lấy đại thôi nha mọi người ơi. Tại vì hang tướng quan trọng nhất của mình đó là con một cái đây, cũng như là con Raka nó full đồ rồi. Đây, một cái đây 2 sao. Ui, và đầu rau 5.1 anh em ơi. Rôn đúng có 3 phát à, 4 phát hay gì đó. Được luôn được một cái bù chú, một cái Neko cỡ lớn. Trời ơi, hồi xưa nó thật luôn với mọi người á, muốn kiếm được một cái Neko cỡ lớn như này á thì rất là khó. Nó hầu như là dựa vào nhân phẩm anh em. Đánh quái á, hơn thì rớt ra. Còn không á, thì lúc đầu game mọi người phải chọn mấy cái lõi kim cương á. Nó cho mọi người thêm một cái Neko cỡ lớn nha. Còn đây, mua Neko cỡ lớn với giá 10 tiền. Trời ơi, một cái này 2 sao, let's go, đừng có thua nha, gặp bạn ảo á. Gặp bạn ảo thua nó phí máu lắm anh em. Ok, thắng được, thắng được. Thắng được anh em ơi. Gặp bạn thật thua thì ok không sao, gặp bạn ảo thua nó phí máu lắm anh em à. Mình cố gắng là đừng có thua. Cái mới lệ ha. Chắc là mình sẽ đổi một chút cái phơm bà này á. Mình đang muốn có nhiều slot hơn để mình nuôi tướng 5 tiền. Smolder 2 nè. Ôi, Smolder 4 con rồi anh em. Nora 2 sao, ok. Một cái na 5 con anh em. Alo, 4 con chứ, xin lỗi mọi người. Nora không cần nha. Lạ là Nora. Ui xôi ôi, Ron chiêu chiêu Smolder 6 con rồi nha mọi người. Quách cái trưởng à, chịu đấy. Ok, hết cái lượt đổi lại mình miễn phí rồi á. Đấy, mình cứ tích tầm 70 tiền trở lên thôi thì mình sẽ được chắc chắn là cái rau sau được trên 80 tiền thì mình vẫn được 3 cái lượt đổi lại nha mọi người. Một cái nè, ăn tướng rất tiền đi bạn. Ăn được con nào bú luôn cái con đó. Đường Kata nè. Được 3 tiền anh em ơi, cũng được cũng được. Giờ cứ mổ ra mình roll chiêu chiêu tầm vài cái là xong. Hơn thì lên được tướng 5 tiền 3 sao, xui thôi, rau sau roll tiếp. Tại vì đang còn rất là nhiều máu anh em ơi. Top 2 62 máu, top 3 49. Còn mình thì đang hơn 60 máu lận. Trời ơi, toàn tướng 5 tiền mà mình đang không chơi không như này. Thầy ơi, một cái này 5 con anh em. Smolder roll chiêu chiêu 7 con tới nơi rồi. Một con cuối nữa là Smolder 3 luôn á chứ. Mình mà xả hết tiền, mình bung hết tiền ở tầm này á thì lên Smolder 3 sao rất là đơn giản nha. Và nếu như mọi người chưa biết á thì trong sáng ngày hôm qua thì Riot đã cập nhật một cái phiên bản đó cho chân lý mới nha mọi người ơi. Và có rất là nhiều pet mới luôn á. Như là con Lulu về bên Tinh Tú nè. Con Ma Pha Máy Móc anh em ơi, cực kỳ đẹp luôn á. Cũng như là con pet tím vừa mới ra trước đó, đó chính là con Blitzcrank mở bên nhau bạn nhé nha. Và bây giờ anh em không có cần phải nạp thêm vài củ hoặc là cả vài chục củ để mình săn một cái con bé tím. Bây giờ mọi người chỉ cần bỏ ra vài cành thôi để sở hữu được một cái nick có sẵn luôn 500 kỹ vật nha. Để mình săn bé tím nha mọi người ơi. Tại vì anh em đừng quên 500 kỹ vật coi là quay được tới tận 10 lần ở trong xứ sở kho báu nha. Và như mọi người muốn nạp vào thì phải gần 200 cành. Còn đây chỉ có vài cành thôi nha mọi người. Và cái quan trọng nhất là mua càng nhiều, dễ càng rẻ. Mua càng nhiều á, được tặng thêm rất là nhiều nha. Và mọi người đừng quên nha, trong lúc mọi người roll kiếm cái con Lulu nè, Mafai hoặc là Blitz anh em ơi, thì nó vẫn sẽ có một cái tỷ lệ trúng được cái con Gwen hàng hiệu nha. Cái con bét hàng hiệu thôi chứ, mắc thì không phải bàn rồi anh em ơi. Nhưng mà bây giờ anh em roll nó gọi là Hensume rủi á, trúng được luôn nha. Thế nó mới ảo chứ.
Và nếu như mọi người muốn thử thử một chút á, thì anh em hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook cho mình ở phía dưới có phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới bấm vào nhắn tin qua cho mình là ok nha. Còn nếu như mọi người không có muốn tốn thời gian quay á, tại vì mình biết rất là nhiều anh em chỉ cần có nick chơi là được rồi, thì anh em đừng quên là mình cũng có sẵn cái nick đó mà có luôn bet tím hoặc là sàn tím nha. Học sinh sinh viên mua được hết anh em ơi, tại vì nó rất là rẻ. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình tham khảo thử như là con dết tử thần không gian, Mid Fortune, Lulu, Mafai, Yesuan, hiệu Gwen, April, Kai, Sai các kiểu á, là đều có hết nha mọi người ơi. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình thích cái nào á thì chốt cái đó luôn nha. Rồi tiếp theo anh em ơi, Smolder 8 con luôn rồi nè. Vãi trưởng á, ui ôi. Rồi chiêu chiêu Smolder 3 sai luôn rồi mới nè. What the. Nhưng mà thôi từ từ nha, hiện tại là vẫn chưa có muốn xài Smolder 3 sai vỗ anh em ơi. Tại vì mình đang còn rất là nhiều máu luôn á, tầm này thua tiếp thì vẫn được thôi. Nora rồi được 6 con luôn rồi nè. Một cái nè, cũng là 6 con rồi nha mọi người. Mình đang muốn nuôi những cái vị tướng nào mà mình đang chơi sẵn á, cũng như là đang không có ai chơi thì nuôi nó sẽ dễ hơn. Ông này một cái phơm bài hỏa, băng giá hóa hình, một cái phơm bài gọi là Varus Carry Close Up. Ông này 9 slot tướng, gần 50 tiền, nói chung là cũng giàu đấy. Cũng giàu phết anh em ơi, một cái nè. Có được con sen anh em ơi, 3 tiền vào túi nè, xài kỹ năng, không kịp luôn mà. Thu luôn anh em. Ok em sao, thoải mái thôi. Thu đẹp 4 con tầm ở round 5 chấm như này là vẫn chấp nhận được ha. Ok, gần 100 tiền anh em à. Bây giờ mình muốn thắng lúc nào á thì mình thắng thôi. Chỉ cần bỏ Smolder 3 sao này vào là xong. Nhưng mà nãy giờ Ron nó cũng khá là xui á, tại vì đầu round 5.1 được một cái Neko cỡ lớn và từ đó tới tận bây giờ là chưa được thêm cái Neko cỡ lớn nào cả. Nếu mà được hai cái Neko cỡ lớn thì là quá dễ rồi. Úi dồi, giật lát ác vậy ta. Rồi, hơn 100 tiền anh em ơi. Quá giàu, quá giàu. Cái này ngon nè. Trời ơi, cũng tính ra cũng không ngon. Tại vì không có được tướng 5 tiền mà mình đang chơi hết. Bộ Ria ra nhiều phết vậy ta, có nên nuôi luôn không ta? Chết sơ qua thì đây không có ai dành anh em ơi, nuôi chắc là nuôi được á. Ok. Ồ, cái mỹ lệ cũng ra nhiều á. Một cái này 7 con nè. Boria mới có 4 con thôi, cam với lại cũng là như vậy. Ông này Siwan 3, Boria 3, Naomi 2 sao combo, 3 cái trang bị chuẩn đi chung với một cái phơm bài kỳ quái. Và đã nổ trứng vàng rồi nha mọi người. Đi chung với cả Nila 3 sao luôn mà. Thua nguyên sàn anh em ơi, một phát. Trời ơi nó thốn. Nó thốn. Thua nguyên sàn luôn anh em à. Ông này mạnh đó nhờ. Độ hình toàn 3 sao không á, ông đang có tới tận 4 cái trang bị sáng. 4 cái trang bị sáng anh em ơi. Xong rồi ít nhất là 3-4 cái trang bị thần thoại con gì đó. Chịu chịu ú Boria. Có Nora luôn anh em ơi. Từ nhà bán bất mang tướng ở đây. Để mà có slot tướng mình nuôi tướng 5 tiền anh em ơi. Boria 6 con luôn rồi nè. Ô Ron chiêu chiêu mà lên được sắp 3 luôn anh em. Cây mỹ lệ cũng 5 con rồi. Cây mỹ lệ 6 con luôn rồi. Ui mình đang có hơi tham lam quá em nhờ. Mình đã có hơi tham lam quá em ơi, này mời khi mà đang nuôi tới tận là 4 năm tướng 5 tiền 3 sao khác nhau à. Wow. Họ cứ lắp đồ đi, nếu như mà thua thì còn thua đẹp, còn mà thắng thì vẫn được. Cứ lắp đồ thôi mà nha mọi người. Ông này top 2 đang còn 30 máu, level 9. Wow. Và mình vẫn đang tích một cái lượng tiền á, thì sang rau sau vẫn đủ trên 80 tiền nha mọi người. Được cộng thêm 3 cái lượt đổ lại á, vẫn ok. Trời ăn cắp được con Soraka có 1 tiền à. Có thấm thí gì ở tầm rau này đâu bạn. Trận sau là mình đang không biết là gặp bạn ngải hay là gặp bạn thật anh em. Ồ Nora.
Sắp bay tới nơi rồi anh em ơi. Ô, ông kia chơi Nora rồi. Buồn thế. Ui rồi một cái này rồi một phát bay sao ngay về luôn cho em nó. Cái trận sau là mình đang không biết là gặp bản thật hay là gặp gặp bản ảo. Mình sợ là cái trận sau mình mạnh quá, mình một phát sắp đôi hai ông luôn là mình đi. Nên thôi, chấp anh em ơi. Ok, gặp bạn ảo á, cũng không sao anh em, tại vì đang còn khá là nhiều máu. Nhưng mà tiếc một cái á, là thua bạn ảo thì mình sẽ rất là lỗ. Tại vì mất máu gặp bạn ảo thì không có được tác dụng gì hết anh em à. Chịu thôi biết sao giờ, mình chỉ sợ là gặp bạn thật á, một phát mà sắp đôi hai ông đi luôn thì end game anh em, nó phí. 23 máu à, vẫn chấp được thêm một round anh em nha. Ồ, có bờ Ria, có Dana luôn anh em. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên mình lấy con bờ Ria nha, tại vì đang có nhiều quá. Ấy, nãy mình roll gọi là chưa hết anh em ơi, mà đã có sẵn con một Dana và con Simolder Bear nè. Chấp thêm một round nữa anh em, vẫn còn 25 máu, đủ chấp. Dana là 6 con nè. Chấp thêm round nữa nha mọi người. Trận này là cho thua nguyên sàn luôn, tại vì 25 máu ở round 6 chấm như này thua nguyên sàn vẫn ok. Trời ơi đây rồi. Thêm được một cái bù chú, một cái Neko cỡ lớn nữa anh em, 12 cái Neko cỡ lớn rồi à. Vãi chưởng. Ok, cái trận này mình roll trước một tí anh em ơi, để làm chi, sợ mình sang cái round sau mình không có thời gian roll kịp anh em à. Sợ là trong có mấy chục giây đó mình không có đủ mình xử lý kịp á, nên mình roll trước một tí, mặc dù nó sẽ hơi lỗ, nó sẽ lỗ mình là có vài đồng tiền lãi thôi, nhưng mà mình sẽ chắc chắn là mình roll mình xử lý kịp nó đỡ hơn. Ok, roll nốt anh em ơi. Đây ơi, Nora ba sao có Bria, ui có Kemi lệ luôn nè, bán cái con Dana nha mọi người ơi, tại vì mới có 6 con thôi mà 5 con thôi chứ. Oh no. Ủa, cái này ngon. Trời ơi, không ra được con nào à. Ô, cây mỹ lệ 3. Ông mà hết tiền rồi anh em. Ông mà thôi không sao. Có hai cái Neko mà. Mỗi đứa một cái Neko là xong rồi anh em. Wow, siêu phẩm luôn. 5 con tướng, 5 tiền 3 sao. Và tính thêm cái con Yumi này á anh em. Yumi mà bạn của con Nora là 6 con tướng, 5 tiền 3 sao luôn á. Wow. Mãn nhãn liền nữa chứ. Đúng phê luôn anh em ơi, và đó chắc chắn sẽ là một trận đấu top 1. Quá mạng nhãn rồi. Và ok, GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.